Hiện nay tại các vùng chuyên canh rau màu trên địa bàn tỉnh, nông dân sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật. Thế nhưng, hiểu biết của người dân về các loại thuốc này còn hạn chế, nên dẫn đến tình trạng sử dụng thuốc không đúng cách. Thêm vào đó, trên thị trường bày bán tràn lan các loại thuốc bảo vệ thực vật làm người dùng dễ nhầm lẫn. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho nông sản không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Gia đình bà Nguyễn Thị Ngân, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu có 5 sào đất chuyên trồng các loại rau màu, nằm trong vùng chuyên canh cây rau. Thế nhưng các kiến thức về phòng chống sâu bệnh và biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của bà Ngân vẫn còn rất mơ hồ. Việc dùng thuốc gì để phun cho loại rau nào, bà đều phó mặc cho người bán hàng tư vấn. Và đây cũng là thực trạng chung của nhiều hộ nông dân. Thuốc thì cứ đến quán là họ đọc cho họ, họ lấy chứ mình có biết loại gì được mà. Nói chung thì mua thuốc trừ sâu đó là phun lên chết chứ có việc gì, có gì. Thuốc thì mình có biết thuốc gì không à? Thuốc, nói chung là thuốc trừ sâu là có cái loại sâu, thuốc gì sâu chạy chết đó. Trong số hơn 700 đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn toàn tỉnh, thì có đến trên 100 đại lý không đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng này. Rất nhiều đại lý tư vấn và bán hàng chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết. Trong khi đó, trình độ hiểu biết về thuốc bảo vệ thực vật của nông dân còn nhiều hạn chế. Thậm chí nhiều nông dân chưa bao giờ được tập huấn về cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đã làm rau màu hay làm nông nghiệp là cũng muộn được, mong muộn là tập huấn để sau này về để biết cách để mà làm. Vậy chỉ là tương lực sau này là tập huấn nào về sử dụng bảo vệ thực vật? Bảo vệ thực vật ở trên lũa thì được tập huấn rồi, còn về rau màu thì chưa. Nghệ An là một tỉnh nông nghiệp, thời vụ sản xuất đa dạng, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Hiện có trên 2.100 loại thuốc bảo vệ thực vật lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, thuốc ngoài danh mục vẫn thẩm lậu vào địa bàn thông qua đường tiểu ngạch. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân còn tùy tiện theo phản ứng dây chuyền, dùng các loại thuốc rẻ tiền, ít đặc hiệu. Trong khi đó, công tác kiểm tra buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn chủ yếu là lực lượng thanh tra bảo vệ thực vật. Chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cấp xã, chưa vào cuộc. Lực lượng thanh tra chuyên ngành lại mỏng, do đó gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Lực lượng công tác làm thanh tra chuyên ngành ở tại chi cục quá mỏng, chỉ có 4 đến 5 người. Đa số các cái tổ chức cá nhân mà kinh doanh nhỏ lẻ thì họ không có ốt, không có cán biện và hiểu biết về chuyên môn, không biết được những cái sâu về cái lĩnh vực chuyên môn về thuộc bảo vệ thực vật. Cái thứ hai nữa là chính quyền địa phương đa số là chưa vào cuộc trong cái công tác quản lý. Xu hướng tiêu dùng hiện nay, an toàn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Điều đó có nghĩa là sản phẩm có giá thành cao, nhưng nếu an toàn thì vẫn sẽ được thị trường chấp nhận. Vì vậy, người dân phải thay đổi tư duy sản xuất rau an toàn, trang bị cho mình kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, nhất là các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Và mục đích hướng đến là cần phải xây dựng vùng sản xuất rau hàng hóa an toàn. Điều đó không chỉ mang lại an toàn cho người tiêu dùng, mà còn mang lại giá trị kinh tế cho chính người sản xuất.